Hello anh em, thì theo nhiều anh em kêu là tôi chơi tiếp cái game này đi, thì hôm nay tôi sẽ chơi tiếp một chút cho anh em xem cái game này ha. Tại vì game này càng chơi sau thì nó càng rắc rối và cái thành tiến độ của chúng ta sẽ lên rất là cao ha. Thật sự có rất là nhiều vấn đề rồi, chưa kể là nổi loạn ở trong thành nữa, nên sẽ rắc rối. Nên nhiều lúc anh em chơi, anh em sẽ phải bấm bâu lại, bấm bâu bằng cách là bấm cái thanh dài thì nó có thể bâu được cái game, hoặc là bấm ở trên đây nó có thể space, anh em có thể bấm space để có thể cho nó bâu cái game lại, để cứ ngồi suy nghĩ coi mình tiếp tục mình sẽ làm cái gì tiếp theo thì nó sẽ đỡ tốn thời gian hơn. Nếu mà anh em cứ để thời gian trôi qua thì nó sẽ rất là bất lợi. Ví dụ như anh em thấy bên góc bên đây nó ghi là London nè, là những người London bây giờ nó đang làm loạn, nó thu phục thêm nhiều người vô nữa, thì cái nhiệm vụ của mình làm sao phải giảm đi đó, rất là cao ha. Thì trong lúc chơi thì tôi sẽ rất là ít nói để có thể tập trung được mình làm cái gì, tại làm sao cái thì có thể dẫn tới hậu quả rất là khôn lường. Và anh em tốt nhất là anh em nên sale lại những cái giây phút quan trọng, anh em nên sale lại, tại vì nó đỡ cho anh em phải đi lại từ đầu, đi lại từ đầu thì hơi đuối một xíu. Còn mình nên sale lại những lúc quan trọng. Tôi cũng hay sale lại những lúc quan trọng, tôi hay quay lại để có thể biết mình sẽ tiếp tục giữ như là mình ở tương lai, mình quay về quá khứ, mình biết mình sẽ có gì, mình làm gì đó, kiểu vậy. Ok, nếu anh em mà thấy video hay thì nhớ bấm like, subscribe được nhé. Rồi, ví dụ mà anh em muốn chơi game gì nữa thì anh em hãy mạnh dạn support tôi qua viết Momo hay gì đó, thì tôi có thể chơi những cái game khác cho anh em xem. Hãy đó làm tài chính để có thể chơi những game khác, mua những game khác chơi cho anh em xem chứ, đúng không? Thì anh em có thể sẽ bật qua Paypal hoặc là sẽ gọi qua Momo. Rồi, cảm ơn mọi người xem gameplay nha. Giờ mình đang thiếu công nhân. Sẽ cho tụi này nó đi thám hiểm liên tục luôn nha. Tại vì mình có hai đứa nó đi thám hiểm rồi. Chúng ta sẽ cần thêm khá gỗ. Chúng ta sẽ cần thêm người để có thể lấy gỗ, lấy than. Than ở đây đang lấy. Chúng ta có một cái này nó sẽ đi về nhé. Cái automaton này, automaton này nó sẽ giúp chúng ta làm việc khá là nhiều đó. Chúng ta đang trong cấp 2 rồi, chúng ta sẽ có nhiều cái để làm hơn. Cho nó dính vào đây nha anh em, cho nó dính lên mấy cái nhà dân để mà nó lấy cái lòng tin của người dân đó. Chỉ cần thêm cái nhà sưởi ấm bên đây, bên cạnh đây. Rồi cần rất là nhiều than, và sau than với gỗ rồi cần rất là nhiều để có thể nâng cấp. Thôi nhanh một chút. Gather your tools. The shift is ending. Hit some home.
tăng cái nhiệt độ lên, nó tỏa ra để mọi người có thể đủ. Lên cấp 2 thì cái đỏ luôn rồi, để nó xuống không nó sẽ rất là hao than ha. Là xong rồi, mình phải giữ cái này cho nó hết thời gian nè. Nếu mà nó tuột đó là coi như là mình fail cái objective. Ok. Mình sẽ hủy một cái ở đây. Hủy hai cái này. Nó mang về cái này là cái lõi này, cái lõi steam core, cái lõi để có thể xây được nhà máy đó các bạn. Nên phải cần cái hành kia nó quay về mới được. Rồi còn phải nâng cấp nhanh lên nữa. Chúng ta về sau sẽ có hai cái nhé, một cái là mục đích nè, một cái là mục đích để khiến như là mục đích của chúng ta ở lại cái đây nè, nó làm tạo cho lòng tin cho người ta. Tại sao người ta cần phải ở lại đây? Tại vì nó nghe cái tin là những người kia chết á, thì chúng ta sẽ cần thêm những cái này, cần thêm những lòng tin. Chúng mà ở lại lòng tin thì chúng ta sẽ cần thêm những cái gọi là những cái gọi là luật lệ và chống lại cái bọn kia. Căng tới cái nhà kia, rồi đợi xíu tôi sẽ lấy xe, tôi xây cái nhà đó. Bây giờ làm gì rồi? Các bạn thấy chưa, nó tụt hết hớp luôn nè. Rất là nguy hiểm ha. Vậy đó là lý do tại sao các bạn phải cần sell game đó. Tại vì cái sell game nó giúp chúng ta có thể làm lại. Tại vì chúng ta phải giữ cái thang này. Đó một hồi thì nó sẽ tắt cái này đi. Mày đang làm gì? Cái mở ra. Rồi cái nhà đó, cho nó vô đây làm. Cái con đây, vô anh đây làm. Khi mà các bạn tôi nghỉ 2-3 ngày nay nên vô quên mất cái tiện làm tiếp theo là cái gì luôn á. Chỉ cần chúng ta nghỉ thôi là chúng ta sẽ quên mất cái chúng ta làm, nên mình phải cần phải giật được thời gian lại. Chúng ta cần biết chúng ta làm cái gì nên rất là dễ quên. Nếu chúng ta không đều chịu để ý, không chơi thường xuyên thì chúng ta sẽ quên nếu chúng ta sẽ làm cái gì.
đó, khi mà mình làm cái này thì mình sẽ không sẽ hào thang hơn rất là nhiều nhé. Hào thang rất là nhiều nên mình phải thận trọng. Mình mới xây được cái phanh cái bơ này để có thể nó giữ được cái an toàn cho khu phố mình để nó tránh thôi mình. Hết than rồi kìa các bạn. Nó còn về tới nè. Con này nó sẽ phụ chúng ta lấy đồ. Thì mình phải chỉ nó vô lấy đồ ngay và luôn. Cho nó lấy cái thang nhà ngay và luôn, không là chúng tôi không kịp đâu, không kịp là các bạn biết hậu quả sẽ ra. Đây vẫn còn 500 thang này. Tại vì nó làm xong nó cần phải sạc pin nha các bạn. Nó không có sạc pin là nó sẽ đi tìm cái chỗ sạc đó, mà cái sạc pin nó là liên tục này, cái stand hook này. Về nó dắt thêm người về, dắt thêm người về thì mình mới có đủ người để làm những công việc tiếp theo. Sao nãy giờ quay về anh chị? Cho con này nó bơi. Christine Carter. Christine Carter. Nam Quốc cơ. Sẽ đi khi ra đi hai bên
Tao phải kiếm đủ than để tối để có thể sưởi ấm được. Chưa đủ đâu. Ai cho mấy cái này một đêm mà mát. Cái hớp nó rất là mệt nha. Đi tìm cái chỗ mà nó nạp điện này. Nó sẽ charging, refueling này. Đổ xăng, đổ dầu gì đó. Ta cái này sử dụng còn được 10 giờ nữa. Bên đây và on đây để được một cái 600 500 có lý hơn. Thank you.
9 giờ bên 9 giờ bên 7 giờ. Ba người đúng không? Sẽ cần cái này xong mà đỡ. Cần nữa là chúng ta sẽ cần cái nhà nào nghiên cứu để mà chữa bệnh đây, cái infirmary nè, cái này phải upgrade lên, chúng ta phải upgrade cái nhà đó lên. Đó có một cái hàng gọi là thành phần tử chống phá đó, nó sẽ đi tuyên truyền cả lưa hết. Nó tôi quên mất cái vụ học lực nữa, chúng ta sẽ cần có những cái người này. Thiếu gỗ hả? Thiếu gỗ. Nó cần thêm gỗ để có thể xây được cái nhà đó. Có cái nhà đó thì nó có thể giống như công an vậy. Đúng vậy. Mà giúp chúng ta ví dụ là ok, chúng ta thoát được cái đó đây. Để xây cái nhà này. Nhà này để quản lý. Chúng ta sẽ thiếu đường ha. Sẽ bắt đường cho nó. Đó. Thêm người, chúng ta có thêm người, chúng ta phải kêu nó đi làm việc. Còn 40 gỗ và 5 bút thôi. À, đang hiện tại thì có được 22 đội thôi, không được nhiều hơn. Hiện tại chỉ được support 2 đội thôi, không được lấy nhiều hơn. Đường thì nó có đường thì ông nhân nó mới vô làm được.
Tôi cho làm nhiều rồi. Thôi. Ủa kinh thái. Thiếu nhà ở, nói lên thiếu nhà ở. Đưa nhiệm vụ cho nó.
sẽ có rất là nhiều worker nhé. Cho worker đây, mọi gì nhé, worker đây, cho đây thêm vài đứa nữa để mặc cái này luôn để có thể nghiên cứu cho nó nhanh một chút, nó research cho nó nhanh một chút. 35 homeland, ta cần thêm nhà, chúng ta cần thêm mấy ấm tình thương các bạn. 30 rồi. 40 là đủ. Chúng ta phải có thêm một cái sưởi ấm nữa, chứ không thì nó không đủ. Nhiệt độ này sẽ tăng lên nữa các bạn. Và chúng ta có thể sale ở đây những cái điểm gọi là chúng ta có thể an toàn, chúng ta sale ở đây để chúng ta có thể biết được cái tương lai nó như thế nào. Và chưa biết được tương lai như thế nào, tại vì cái điểm này là cái thời gian này là cái thời gian cái khu này là khu khu liable, không được là chilly luôn á, mà là khô, không được là mát, lạnh không à, mà lạnh không à. Không phải thi một cái nữa. Thêm than là thiếu cái team score dữ lắm nha. Có team score là chúng ta không làm gì đấy. Tìm kho các bạn. Lòng thế.
Giant Hunter. Một giờ thôi nhưng mà nó sưởi ấm được trong cái nhà đó, chúng ta khỏi bật mấy cái này. Tìm kho về xây cái nhà kia để nó chữa bệnh. Thời gian ngủ nghỉ thì cho nó tu qua.
nó lạnh hơn phải không? Đấy là cái ghê gớm. Steam level 3. Tôi nâng cấp lên level 3 mới được. Cái nhà này tốn nhiều đồ ghê vậy. Cô cái nhà này khô hết rồi. Siêu lạnh luôn. Sao nó chạy với cái này ở trong nó. Nó bớt lạnh đi. Thời gian là 18 đi, 28 giờ tới 8 giờ, 6 giờ, 8 giờ, 6 giờ.
nó có cái default out team nữa. Là cái tội đi say á. Bot out team đây. Để say cái này thì mới có thể có tụi nó đi được. Chục lần nâng cấp cái thang này lên mấy nhà chiêu chiêu
Quanh là tận ngắt luôn. Quá trời người bệnh luôn kìa.
cơ hội sửa sai, giảm cái tầng này xuống. Nó giảm nhiều độ bớt rồi nè. Thì cái này nó sẽ khai thác nhanh hơn, nó sẽ bỏ bớt cái này đi, nó sẽ tập trung qua làm than thôi. Tập trung như làm than hết. Ta sale được đó. Ok vậy thôi. Video này quá dài rồi, gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Thì các bạn chơi, các bạn tìm hiểu thêm ha. Thì nếu các bạn không biết cái gì á, thì cứ để lại comment phía dưới thì tôi trả lời cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã ngồi xem và hẹn gặp lại những video sau. Nhớ bấm subscribe nha.